Vâng, xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay thì mình nhìn thấy trên mạng xã hội có rất nhiều những cái thông tin. Nói đúng ra là những cái luồng thông tin này không thực sự là đáng tin cậy cho tất cả chúng ta. Có rất nhiều những cái luồng thông tin khác nhau về hai cái nhân vật đang nổi cộm trên mạng xã hội, đó chính là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Vậy thì cái câu chuyện này nó còn kéo dài đến bao lâu? Tất nhiên nó sẽ kéo dài đến khi có cái kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát ở bên phía Tây Ban Nha, và những cái thông tin này sẽ là những cái thông tin chính thức để có thể một là minh oan, hai là kết tội hai người nghệ sĩ này. Nói đi thì cũng phải nói lại thưa các bạn, cho dù câu chuyện nó như thế nào đi chăng nữa, nhưng ở bên nước Tây Ban Nha kia đang có hai cư dân người Việt Nam, đó là những người Việt Nam của chúng ta thưa các bạn. Chúng ta phải nhìn nhận điều đó và từ từ, đừng quá nóng vội để lên án hai cá nhân này. Tất nhiên nếu thực sự câu chuyện này nó là sự thật, đó tức có nghĩa là hai người này đã bị bắt về cái tội danh đó, và bằng một cách nào đó họ ép buộc cô gái kia, thì đâu đó những cái hành động của họ khi mà phạm tội trên hai người trở lên thì cũng đáng bị lên án rồi. Tất nhiên chúng ta sẽ lên án điều đó và cái giá họ phải trả khi mà bước chân về nước. Mình đang nói là nếu như sự việc có thật các bạn nhé, chứ không phải là mình khẳng định cái điều này là có thật. Nếu như họ bước chân về nước thì họ cũng mang cái tai tiếng rất là nhiều, tất cả những cái sự nghiệp, cái công danh của họ từ trước đến nay gây dựng nên. Cho nên mới nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các bạn cũng nhìn thấy thời gian vừa qua có rất nhiều những cái lãnh đạo, mặc dù đảng và nhà nước đã có những cái lời cảnh báo về tư tưởng đạo đức cũng như là cái việc tham nhũng, nhưng họ vẫn cố tình để mà gây ra rất nhiều những cái sự việc gây ảnh hưởng, thất thoát ngân quỹ của nhà nước và gây thiệt hại đến người dân rất là nhiều. Và những người này cũng đã bị trả giá thưa các bạn. Cho nên chúng ta hãy cứ phải bình tĩnh và luôn nắm bắt những cái thông tin trên những cái tờ báo chính thống của đất nước hoặc là nước bạn, chứ không thể nào mà tin vào những cái tờ báo hoặc là những cái trang tin luôn giật tít rằng Hồ Anh và Hồng Đăng đã bị bắt ở nhà tù rồi kết tội bao nhiêu năm này kia. Mình cảm thấy cái sự việc này nó sai ít, nhưng con người tạo ra những cái luồng tin này thì nó thực sự là sai rất là nhiều. Đâm ra mình khuyên các bạn hãy nên chú trọng vào những cái nguồn tin mà các bạn nhìn được ở trên mạng xã hội. Bởi vì theo mình tìm hiểu thì luật pháp Tây Ban Nha ở một khía cạnh nào đó thì nó đang có lợi cho hai cái người nghệ sĩ này. Nếu như cái sự việc này nó có thật, tức có nghĩa là ở bên phía nước bạn Tây Ban Nha, họ quy định, luật pháp của họ quy định rằng nếu cô gái không dưới 16 tuổi thì có thể được quan hệ bình thường. Và cái sự quan hệ đó phải dựa trên tinh thần tự nguyện của hai bên. Vậy thì các bạn có thể đặt ra một cái giả thuyết rằng nếu như hai người nghệ sĩ kia cố tình để mà cưỡng ép cô gái đó thì đâu có dễ dàng như vậy thôi các bạn. Cùng ăn uống nói chuyện trong một cái nhà hàng rồi dắt nhau ra bãi biển để mà tâm sự rồi ngắm cảnh chiều tà gì đó. Rồi cũng có những cái nhân chứng ở bên đó, họ xác nhận rằng có cái việc trong nhà hàng và cũng có cái việc ra ngoài bờ biển, và những người này cư xử với nhau rất là thân thiết, thân mật. Vậy thì thân mật đến cái mức nào để mà cô ta có thể theo hai anh chàng này lên phòng khách sạn? Đó cả là một vấn đề, đúng không thưa các bạn? Nếu như một người cùng với cái cô gái này thì nó sẽ nhẹ đi cái sự việc rất là nhiều, nhưng đằng này nó lại hai con người, hai người đàn ông đi cùng với cô gái đi lên phòng khách sạn thì nó mới xảy ra cái câu chuyện phạm tội hai người trở lên. Đây cũng là cái tình tiết tăng nặng. Nhưng theo mình nghĩ, nếu như sự việc nó là thật thì cái cách tốt nhất cho hai người nghệ sĩ này các bạn biết là gì hay không? Chắc chắn gia đình của họ, gia đình của hai người nghệ sĩ này phải đi đến nước Anh gặp cái gia đình cô gái kia để mà bàn bạc, thương lượng để cho hạ nhiệt cái sự việc xuống. Không biết là đúng hay sai, nhưng cái vấn đề này mình nghĩ rằng cũng có thể cô ta gài hai anh chàng này. Nhưng xét về mặt đạo đức thì hai anh chàng này cũng có những cái vấn đề về đạo đức khi không làm chủ được bản thân để mà dẫn đến cái sự việc không đáng này. Tất nhiên tất cả những việc này chúng ta chưa kết luận nó liệu có phải chính xác là hai người nghệ sĩ đang được đồn thổi trên mạng xã hội là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng gây ra cái sự việc này hay không. Nhưng những gì thể hiện trên mạng xã hội trong suốt những ngày qua thì có thể cho chúng ta thấy một điều rằng sự việc này đang lan tỏa một cách chóng mặt. Và bên cạnh đó thì VTV cũng cắt đi tất cả những cái hình ảnh, những cái thước phim, kể cả là những thước phim chiếu lại của hai người nghệ sĩ. Thì liệu đây có phải là những vấn đề mà chúng ta đáng phải quan tâm? Bản thân mình cũng mong sự việc của hai người nghệ sĩ này có thể được giải quyết nhanh chóng và được yên ổn để mà quay về Việt Nam. Chứ thực sự các bạn cũng nghĩ đó, nếu như hai người này có lỗi thật thì
đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thưa các bạn, ai trong cái xã hội này cũng có rất nhiều lần mắc phải những cái sai lầm. Quan trọng là những sai lầm đó nó mang những cái tính chất như thế nào. Giống như các bạn cũng thấy đó, câu chuyện của chị Hằng. Trong suốt thời gian qua, trong suốt hơn một năm qua, đã có rất nhiều những kẻ đứng lên để mà xuyên tạc, bôi nhọ cái danh dự của chị ấy. Và họ vẫn đang còn nhởn nhơ ở ngoài pháp luật. Vậy thì một câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những người này có bị xử lý hay không? Xin thưa với các bạn rằng, cơ quan chức năng họ dựa vào những cái lá đơn tố cáo. Nếu họ tiếp nhận những cái lá đơn tố cáo đó mà họ đi điều tra, xác minh, xem thông tin đó có đúng hay là sai và đủ cơ sở để khởi tố cái người mà đã xúc phạm đến bà Hằng thì họ sẽ khởi tố người đó. Rồi thì từ từ các bạn sẽ nhìn nhận được những cái vấn đề trong cái câu chuyện của chị Hằng. Nó không hề nhỏ một chút nào cả, bởi vì không những nó gây ảnh hưởng đến danh dự của bà ấy mà nó còn gây ra một cái sự mất mát rất là lớn đối với công ty Đại Nam cùng với ông Huỳnh Uy Dũng, người đã tiên phong trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Bình Dương. Chắc cũng không cần phải nói thêm về những việc mà ông bà ấy đã làm. Nhưng chúng ta hãy xét về cái mặt đúng và cái mặt sai trong cái câu chuyện này. Bà ấy không phải là một tội phạm bị truy nã, hay là ở trong quá khứ bà ấy là người rất là ác, không có điều gì rõ ràng để mà thể hiện ra những cái vấn đề mà các bạn đang nói trên mạng xã hội. Nó chỉ là những cái thông tin mập mờ mà những kẻ kia đưa ra để mà lôi kéo khán giả, biến tướng nhân vật Nguyễn Phương Hằng thành một người xấu xa. Các bạn cũng thấy rất nhiều những cái trang fanpage lập nên chỉ để bôi nhọ bà Hằng. Nói đến đây thì mình cũng cảm thấy nổi hết da gà. Bởi vì các bạn cũng thấy đó, một con người đang bình thường thì lại bỏ cái đầu đi để mà gắn vào một cái thân hình của súc vật. Nếu như các bạn có chịu được hay không? Hãy nhìn nhận điều đó, đừng sống theo kiểu suy đồi, đu theo một cái đội nhóm nào đó, một cái đội nhóm đang chống phá đất nước, đang chống phá đi cái sự đoàn kết của dân tộc. Chúng ta không thể nào vì bà ấy có vài câu mắng chửi ở trên mạng xã hội đối với một số những cá nhân kia mà chúng ta lại bôi xấu hình ảnh một con người đến như vậy. Các bạn thử nghĩ xem, người thân của các bạn nếu như vậy thì các bạn có buồn hay không? Đạo đức các bạn ở đâu? Lối sống đó là lối sống gì? Các bạn định đu theo cái lối sống đó để mà kéo theo hàng loạt những người sai trái tiếp theo hay sao? Vấn đề mình đang nói ở đây là vấn đề đạo đức. Mong tất cả các bạn hãy hiểu, chứ không phải là mình lên án, chỉ trích hay là đay nghiến các bạn, mà chỉ mong rằng các bạn hãy nhìn nhận rằng cho dù chúng ta có ghét bỏ ai đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng nên sỉ nhục người ta quá. Bởi vì khi mình sỉ nhục người ta quá thì đâm ra mình cũng là những người xấu xa. Bản thân của các bạn cũng chính là những người xấu xa. Nếu như bản thân mình mà làm những cái điều đó thì mình cũng tự nhìn thấy rằng tất cả những điều mà mình làm, những điều mà mình nói đều phản tác dụng, tức có nghĩa là chính mình làm ra. Câu chuyện của chị Hằng chúng ta cũng đã nói rất là nhiều lần trong rất nhiều những cái video, nhưng mình vẫn mong muốn tất cả những người có yêu thương hay là ghét bỏ chị Hằng thì cũng nên nhìn nhận theo một cái hướng tích cực. Chúng ta đừng nên mất đoàn kết bởi những cái vấn đề không đáng. Hãy phản biện một cách văn minh. Nếu như các bạn thấy bà Hằng sai ở điểm nào, các bạn cũng có thể đặt ra những cái câu hỏi để cùng nhau chúng ta tranh luận một cách văn minh lịch sự, chứ không được mang tính chất là bôi nhọ hay là xuyên tạc bất cứ một điều gì, nhất là những điều ăn không nói có. Nếu như các bạn chứng minh được quá khứ của bà Hằng là người xấu xa được đăng trên những cái dòng báo chính thống của nước nhà thì các bạn cứ đưa lên, đó là quyền của các bạn. Còn nếu các bạn nhìn thấy những cái thông tin của chị Hằng ở trên những cái mặt báo lá cải thì mình cũng rất mong các bạn hãy xem lại cái nguồn thông tin mà các bạn tiếp thu, bởi vì nó sẽ mang lại cái sai lầm rất là lớn cho cuộc đời bạn. Từ trước đến nay mình làm clip về bà Nguyễn Phương Hằng không phải là mình cùng phe phái với bà ấy, mà mình nhìn thấy được những cái việc làm tốt đẹp của ông bà ấy dành cho xã hội, và mình nhìn thấy được những người đang phản biện bà ấy đưa ra những cái chứng cứ, những cái luận điệu hết sức là xuyên tạc về cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng cùng với đó là công ty Đại Nam. Cho nên một cá thể sống ở trên cái đất nước Việt Nam này, khi thấy một cái điều xấu, điều không đúng sự thật thì mình đứng lên mình nói, mình phản biện lại những cái vấn đề đó là sai, để cho cộng đồng mạng họ có thể hiểu và nhìn nhận đúng được cái sự việc bản chất của nó. Chứ các bạn đừng lầm tưởng là mình đi theo phe phái của chị Hằng, bởi vì các bạn cũng biết rằng chị Hằng không có phe phái và cũng tuyên bố rằng công ty trách nhiệm một mình tôi. Đó là những vấn đề mà chị ấy làm, chị ấy chịu. Những vấn đề mà chị ấy có những cái câu từ không đúng trên mạng xã hội thì chính bản thân chị ấy cũng nhận biết được điều đó
và tự chị ấy sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng đâu đó khi mà pháp luật vào điều tra thì sẽ nhìn nhận lại là vấn đề nó nằm ở đâu và tại sao bà Nguyễn Phương Hằng, nguồn lý do gì mà bà Nguyễn Phương Hằng lại đưa ra những cái câu từ mang tính chất tục tiểu đó, thì từ đó mới ra nguồn gốc của sự việc. Mình rất mong có thể rõ ràng được như vậy, bởi vì nếu mà rõ ràng được như vậy, nó sẽ thể hiện được cái tính công bằng và văn minh. Tất cả chúng ta hãy nhìn nhận những cái sự việc trên mạng xã hội một cách là nhẹ nhàng nhất. Và nếu như muốn phản biện bất kỳ một ai, chúng ta hãy dùng những cái lời lẽ, những cái mà chúng ta biết được trong cuộc sống. Và các bạn cũng có thể nhận ra được những cái sai của những người này và có thể đưa ra để mà phản biện lại họ với những cái câu từ lịch sự nhất. Dẫu sao nó mang tính chất tích cực, đừng mang rất nhiều những cái bản chất tiêu cực ở bên trong những cái vấn đề đó, nhất là những cái câu từ tục tiểu. Và qua tất cả những cái sự việc thì mình cũng muốn nói lên rất là nhiều điều cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Và mình sẽ cố gắng sàng lọc ra những cái thông tin hữu ích nhất để truyền tải đến cô chú, anh chị. Vẫn luôn mong tất cả các cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ cái kênh của mình để chúng ta có thể lan tỏa những cái điều hay ý đẹp và cũng là lên án những cái xấu trong xã hội này. Và mình xin được kết thúc cái clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì thời gian vừa qua các cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay như lời đã hứa là mình sẽ đưa những cái dòng sản phẩm của Tây Nguyên để phục vụ đến các cô chú, anh chị và các bạn. Nhà mình thì có hai dòng sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Cái sản phẩm đầu tiên đó là mật ong. Đây là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê. Hoa cà phê bắt đầu từ đầu năm và đầu năm sẽ thu hoạch mật ong như thế này. Nó là nguyên chất hoa cà phê. Ban đầu lấy thì nó sẽ là màu vàng ươm rất là đẹp và dần dần thì nó ngả màu ra. Nhưng thời gian bảo quản thì là năm này qua năm khác nếu đã là mật nguyên chất, thưa các bạn. Không sợ hư hỏng gì cả. Đặc biệt hơn nữa là nó rất tốt cho sức khỏe, cho người già, thanh niên, các em nhỏ. Các bạn có thể pha một ít vào mỗi buổi sáng bằng nước ấm để uống, hoặc là có thể cho các em nhỏ ăn bánh mì để quẹt với mật ong, rất là ngon, thơm, thưa các bạn. Khi các bạn mở nắp ra và ngửi lên mũi thì các bạn sẽ thấy mùi thoang thoảng hoa cà phê. Đó là đặc sản của gia đình mình và nó vừa chất lượng và đảm bảo an toàn 100%, thưa các bạn. Cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cà phê nguyên chất. Đây là gói cà phê nguyên chất của bên mình. Do tình hình dịch bệnh cho nên mình chưa in được kịp cái nhãn mác lên, thì mình đang đặt và người ta đang in. Đây là cái gói cà phê nửa ký, trọng lượng là nửa ký. Trong này là cà phê nguyên chất và đây là cà phê sạch. Tại vì sao mình nói là cà phê sạch? Bởi vì những hạt cà phê mà gia đình mình trên nông trại của bên nhà mình chọn ra là những hạt cà phê chín và chắc. Hơn nữa thì gia đình mình sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây cà phê, cho nên rất đảm bảo về độ an toàn, không sử dụng phân hóa học, thưa các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là sạch. Trong cái hàm lượng cà phê nguyên chất này thì bên gia đình cũng pha thêm một chút hương vị đặc biệt, đặc trưng của gia đình. Đảm bảo với các bạn rằng uống vào rất là thơm ngon. Và mong tất cả các bạn hãy ủng hộ mình với hai dòng sản phẩm, đó là mật ong nguyên chất và cà phê nguyên chất. Mọi thông tin thì các bạn có thể nhắn tin lại cho mình để mình có thể ship đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn để sử dụng, thử xem, rất là ngon. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn có sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào.